Nhi ơi. Nhi ơi. Con vào chưa? Chưa, cô nghe giọng của con nhưng mà lại không thấy mặt. Nhi Rồi ơi, cô. ôi nãy giờ con có nghe cô nói không? Cô nói cái gì? Ý là nãy giờ con tắt mic hay là sao? Hay là con mới kết nối được? Lúc mà nãy giờ cô có ở đây đâu? À, thì cô nói miết mà không thấy con trả lời. Con vẫn chưa mở cam lên á. Đợi con một chút. Okay. Good evening. Mình sẽ làm phần đọc nha. Phần nghe một ngày đẹp trời khi nào mà con không buồn ngủ. Mình sẽ nghe. Phần nghe để vào cuối đi. Ok, làm reading. Reading name. Ở đây có một example. You can drink tea in this cup. Like a ghost. Nhi ơi, con làm gì đó? Ghê quá. Bỏ tóc lên à. Nhìn ghê quá, con nhìn này. Con che hết tóc lại nhìn ghê quá. Lúc trước tóc con dài nó còn ghê hơn á. Tóc cô bây giờ bao nhiêu năm đấy mà bây giờ mới được dài chẳng nên tại vì cô không để tóc dài. Mà từ khi có em bé mới có tóc dài đây. Còn trước giờ cô cái nào tóc cũng ngắn. Ok, con nhìn vào từ vựng đi. Ở trong này mình có từ vựng gì và bắt đầu câu number one. Pupillary protein in a virus. Most people live here than in a village. Ở trong này con nhìn thì mình người ta có thể sống ở chỗ nào? More more này là more people live here. Nhiều người sống ở đây hơn là ở ở làng. Trong này có nơi nào mà người ta có thể sống được? Có thể sống được á. Ở châu A town, okay, yes.
a town vậy mà cô cứ nhìn đúng rồi. Cô nhìn nãy giờ cô tưởng đâu là xúc xích nướng xông khói. Con nhìn kiểu gì đấy? Con nhìn con nhìn con cứ tưởng là mấy mấy cái nông trại cơ. Không, cô không nhìn nông trại, cô nãy giờ cô không nhìn cái chữ, cô tưởng đó là thịt nướng hay là cái gì đó, nói chung là về đồ ăn. Chắc là bây giờ cô đói lắm nha. Không, cô mới ăn cơm xong rồi mà chắc có lẽ là mắt hơi bị mờ. Ok, number two. People like climbing. This in holidays. In the holidays. Yes, in the holidays. Con nghĩ có thể là new mountain. Yes, mountains. The people like climbing. Climbing là leo trèo đó. Number three. You can buy lemonade in this. A cup. A cup. Lemonade. You can buy là câu này mình dịch như thế nào nhỉ? Con dịch đại khái là như thế nào? Con chỉ biết từ lemonade có nghĩa là nước cam thôi. Nước chanh. Lemonade là nước chanh. Còn buy này là gì nhỉ? Buy vận chuyển. À, mua. Một phương tiện. Mua. Buy này này. Buy mà không có chữ U ấy. Buy này là nói về đi với phương tiện. Buy car. Đi bằng xe. Đi bằng xe đạp đó. Còn con buy... hay con hay bị nhầm hai cái từ này. Từ mà có U nữa là buy, là mua. Vậy con thể làm gì? Có thể mua nước chanh. Để nước chanh thường thường sẽ để ở đâu? Ở trong bottle. That's bottle. Okay, a bottle. Vậy câu nào mà nếu như mà con không đoán được đáp án là có nghĩa là con vẫn chưa hiểu câu đó thì mình sẽ dịch nha. Okay, number four. You find animals like cows and sheep here. Những con đồ vật thích. Đây chữ like này nếu như mà con để thế này là gọi là thích. I like to eat meat là tôi thích ăn thịt. Nhưng mà con để giống trong này là you find là con có thể tìm những cái con động vật này như là like này là như là giống như là cows và sheep ở nơi này này. Là like là như kiểu mà mình liệt kê ra ấy. Là con hãy tìm thấy những con động vật này ở đây. Và những con động vật đó là cows, sheep. Like, ok, vậy ở đâu nhỉ? A zoo, I know, a farm. Yes, a farm. Chứ mà ở zoo thì cô không có thấy sheep với lại cows. Hai con này ở đó nuôi ăn cho đói luôn. Ok, number five. You need this to go up to the second floor, đúng rồi. Second floor. You need this là con cần những cái này để mà go up là làm gì nhỉ? Go up. Đi lên. Đúng rồi, go up to the second floor. Đây là nhà của con, đây là tầng dưới, vậy mình cần đi lên thì mình sẽ là đây là tầng 1 này. Vậy thêm một tầng nữa sẽ là stairs. Yes, stairs. Con nói rồi nhưng mà con nói thế nên con phải đánh lần. Stairs. Đúng rồi, thì cô biết con đánh vần xong cô mới khoanh đó. Là stairs. Con đọc nha. Stairs. 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 Có S ở phía trước. Stairs. Stairs. Ok. Con S vẫn chưa rõ lắm. Ok, number 6. 15-20. Is it big and round and you all live there? Tròn. That's to right. Đúng rồi. To the world. Tròn.
Yes, the world. Tất cả chúng ta đều sống ở đó. Of course, the world. Nhưng mà các khoa học chứng kiến rằng trái đất không hề tròn. Cái đó thì phải cô không biết. Nếu như mà cô học cái ngành đó thì cô có thể giải thích cho con được. Ok, bây giờ mình sẽ tìm hai con động vật mà nó trùng khớp này. Cô chơi trò này không bao giờ thắng luôn ấy. Pick two numbers. Ô, con thử đi. Con thử đi, pick two numbers. Con là hôm nay là con có sọc kẻ trắng. Còn em, nên là con sẽ chọn là 8 trước. 9, 8. Ok. Is a okay. Yeah, it's a ship. One more number. Ship đâu rồi nhỉ? Ship. Cô đợi con một chút. Trong đây có con ship. Nhưng cô cũng có con ship ở trong phòng. Con ship của con đây. Con có nhiều cái sticker này nhỉ? Không, đây là huy hiệu mà. À, huy hiệu. Cô không chơi cả đó. Ok, pick up one more number. Con đã chọn ship nên con sẽ đeo huy hiệu. Then 9. A horse. Như vậy là thua. Ok, như vậy là thua. Cô chưa biết mà cô không thắng đấy. Ok, có một bạn thắng như này. Oh. Ok, đến bây giờ cô sẽ chọn number 7, a ship. And number 10. Cô ơi, con bảo nhá. Ui, con có hai thứ. Một là huy hiệu, hai là cái cục bông này. Con cho nó vào rất là khó và con cho nó ra rất là khó. Wow, ở trên cặp có nhiều cái hình quá nhỉ. Con thấy nó nhàm chán nên sao con đeo. Rồi đeo thêm cái huy hiệu con bò. Khảo. Ok. Cái này phải chọn. Cô ơi con bảo cái này phải chọn hết con ship đúng không? Không, cái này con phải chọn hai cái, con chỉ được chọn hai lần thôi. Và lần đầu tiên là giả sử lần đầu tiên con sẽ chọn là thấy là con bò, à con ngựa. Thì con phải chọn thế nào để có thêm một con ngựa nữa và có nghĩa là mình mới thắng. Còn không thì có nghĩa là matching animal, tìm hai con động vật giống nhau này. À, lại thua. Cô chán trò này cơ. Thế biết mà không trò thắng. Khó chơi. Khó chọn. Ok. Rồi cái này là read, write yes or no. So it's a sunny day, yes. A white cat is sitting on the wall. No, it's a black cat. Ok, look at the picture and say yes or no. Con đọc number one. Number one, the teacher is pointing at the dog. Teacher nè. The teacher. So ở đây yes. Ở đây họ ghi là school. Cô chia sẻ màn hình đi. Ủa cô chia sẻ rồi mà. À chia sẻ màn hình cho con. Đúng rồi, cho con circle à. Có nhiều bạn thì cô không cần chia sẻ, thành ra cô quên mất tiêu. Rồi ok. Đó là teacher. Vậy teacher đang làm gì đó? The teacher is pointing at the dog. Câu này mình nói như thế nào? Câu này người ta nói như thế nào? Teacher, à cô giáo đang đang chỉ vào con chó. Đúng rồi, so is yes or no? Yes. Yes. Okay, number two nè. Con xem làm tao có sốc nhìn. Con nhìn chậm sao mà cô thấy toàn tóc không chậm thấy mặt con đâu hết. Okay, number two, a boy with con mà dày nhá. Cô thấy tóc dài nhiều nữa. A boy with red trouser is riding a bicycle. Bicycle. Yes. Tiếp theo mình hãy đúng rồi, mình
biết được từ nào mình sẽ khoanh từ đó lại. Và nhìn vào câu là đang nói là một cậu bé như thế nào? A boy with red trousers. Red trouser là cái gì nhỉ? I do. Red trousers. Cái này là về áo quần, như về áo quần mình học rồi mà ta. Nhưng mà ok, cái shirt của bạn ấy là màu gì? Là màu xanh. No, shirt mà. Shirt này. Màu nâu. Yeah, brown. Vậy cái dưới này là cái gì đây? Này gọi là trouser. What color is it? Là cậu bé này mặc cái quần màu gì? Blue. Blue. Và ở đây người ta nói màu gì nhỉ? Red. Yes, phải yes hay là no? No. No. Okay, number three. Con read number three nha. One of the children has got a bad snack. Ôi trời ơi! Làng lứt ơi! Con này nó độc vào rắn này. A pet snake. Mm, that's so awful. Ôi dồi. Yes. Có một con thú cưng là con rắn. Cứu mua. Number four này. Number four. Three chắc, boys. Con chắc chắn. Con chắc chắn con này là rất kid luôn. Cứu mua con rắn thôi mà. Cho cô cũng không lấy nữa. Con này phải nhà. Nhà nó phải giàu lắm. Three boys are playing with a ball. A ball. Ball. A ball. A ball. How many boys are playing with a ball? Two boys. So is it a yes or a no? Yes. Yes. Nhưng mà câu hỏi, con phải nhìn câu của mình này, câu mình họ nói như thế nào? À, no, 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 no. Yes, câu của mình là nói là three. Okay, number five. The girl. Ba. Yes, ba. The girl under the tree is eating. Nose. No. What is she doing? Is she drinking? Yes, she is drinking. Number six. Read number six. The girl next to the wall. The wall is wearing trousers. Wearing trousers. Wearing trousers. Wearing. Con đang nghĩ tới một người, không có chắc không? Circle. Yes. Hay nghi ngờ nhưng mà thành ra nghi ngờ lại hay đúng. Wall là bức tường ấy, cái cô bé mà đang đứng sát bức tường, đứng gần bức tường ấy thì đang mặc cái quần hay là cái gì nhỉ? Is wearing trouser. Yes hay là no? No, not that. Hình như là không phải người đang ít nữa đâu. Không, cái này cô khoanh để cho có thôi mà. Ok. Vậy cái này là yes hay là no? Yes. Yes hay là no? Yes. Yes. Okay, yes. She's wearing trousers, là cô ấy đang mặc quần á. Không phải mặc váy, người ta lại đánh. Đó. Yes. Thì người ta lại đánh lừa đây này, sợ được con fan bạn này đang mặc váy này. Okay, so the girl. Đâu cái này con khoanh để cho lúc vừa nãy con thiếu. Okay. Rồi. Để lại cô gạch cho những cái chữ mới mà con chưa đọc được này. Con thả chuột ra cô với. Cả cô và con đều khoanh là không được. Con thả đấy mà. Chưa hồi nãy cô kéo miếng mà không được. Okay. Này mình đọc làm sao nhỉ? Đọc là war. Cái nữa là âm o. Cái từ đó là âm o. Mỗi lần cô không để ý là cô sẽ đọc lại từ. Con vẫn chưa giải được cái cụm này.
Ôi, cái đó thì đừng kêu cô chơi nữa. Chơi khó lắm luôn. Nhớ là chữ Cái mặt này là con thấy là nhá. War. Như là em của cô chơi cái đó nhanh lắm. Khoảng tầm 2-3 phút là đã xong rồi. Đây này, đây, cái mặt này cũng gần xong, mặt này gần xong, mặt này gần xong. Mặt này cũng gần xong rồi. Nhưng mà còn một cái mặt này cũng gần xong, mặt này gần xong. Nhưng mà cái mặt này nó vẫn chưa xong. Bạn này thì quá lộn xộn, như là bao nhiêu là ở dưới này hết luôn. Ok. Con ngồi con nàng từ đêm hôm, con ngồi con chơi rất là lâu, em chơi TikTok rất là lâu, chơi TikTok lâu rồi, chắc là nhiều follow lắm nhỉ. Thế được bao nhiêu follow rồi? Hai hai. TikTok à? TikTok cũng vui nhưng mà Em cũng chơi từ rất là lâu rồi, em có rất là kinh nghiệm về TikTok, cô chơi lâu rồi chắc là nhiều follow lắm nhỉ. hiểu, cô không hiểu TikTok chơi làm sao, cô không chơi TikTok, cô ít chơi mạng xã hội lắm. Cái này quay mở Ừ thì nói chung là về mấy cái xã hội là TikTok hay là thế Facebook. được bao nhiêu, con xem cái này con không ngừng cười được. Thế được bao nhiêu follow rồi? Hai, một là bố em, hai là mẹ. Ok. Tiếp này, sau cái này mình sẽ chọn câu trả lời phù hợp nhé. Hello Pat, shall I carry your books? Bên này trả lời là yes, please. Number one, cô sẽ hỏi và con trả lời. Why didn't you come for the table tennis yesterday? Có làm gì đó. Cô vẫn đang chia sẻ mà. A Phải phân tích từng cái này. A and I was ill because I were tired, but I had to go with my mother. I had to go thì cô nghĩ là cho loại bỏ ra danh sách, vì là tại vì cái này đang hỏi về, cũng chưa chắc cả ba cái này đều là nói về ngày hôm qua quá khứ, là tại sao bạn không đến chơi table tennis, cái môn bóng bóng bàn ấy, ngày hôm qua. Thì đầu tiên là tôi và tôi bị ốm bởi vì tôi mệt. Câu tiếp theo là nhưng mà tôi phải đi với mẹ của tôi. Câu C này thì giống như kiểu mà đang người này đang mời, đang hỏi, thì xong bên này nói là tôi phải đi với mẹ. Con chọn câu nào? Con nghĩ là Hey, ok. Bị. Bởi vì tôi bị mệt. đúng là dự đoán, nghĩ trong đầu là đi nhưng mà lại nhưng mà mình lại cứ cảm thấy nó sai sai như thế. Thế con phải đọc lại để con biết, giả sử mà người ta hỏi tại sao hôm qua con không đến thì con có thể nói lý do là mình bị mệt này. I'm tired, I was tired. Ok, number two, do you want to come and see? Con cứ cảm thấy là cái gì con làm đúng nhưng mà con lại cảm thấy nó sai, cái gì con Đúng làm rồi. sai con lại cảm thấy nó đúng. Vậy bây giờ mình sẽ đổi cảm giác nha. Khi nào cái nào mình cảm thấy mà sai á, là mình phải chọn phải không? Cái nào đúng là cảm thấy sai, cái nào sai là cảm thấy đúng. Vậy cái nào chọn đúng rồi mà cảm thấy sai thì đừng nên đổi. Ok, chọn đáp án này. Do you want to come and see my new Con nghĩ là B không có. kite? Đúng rồi, B sẽ bỏ luôn. I want it là sẽ chẳng liên quan. Và cái này mình sẽ xác đến thì. You want to come and see my new kite? Con nghĩ là A nó nhiều, nó là khoảng tầm 55%. 55% thì có thể chọn thay vì chọn C. Ok. Nhưng mà con phải Ê, I've got to go home. Tôi phải về nhà. Bên này hỏi là giả sử Bill, à đúng rồi, Bill hỏi là có muốn đến nhà tôi, có muốn đến để mà xem diều, xem con diều mới không? Bên này nói là tôi phải về nhà. Nếu như mà Đúng C là thì dự đoán. nếu như mà là C, Con trong đầu con
con nghĩ trong đầu là si nhưng mà lại nói là ấy. Còn nếu như mà si là I'm not coming thì mình phải để ý đến cái câu hỏi của nó là người ta sẽ hỏi là are you coming? Are you coming to see my new kite? Nếu như mà con thấy cái câu hỏi ấy, cái câu mà để hỏi này thì nó sẽ đôi lúc có những lúc thì nó sẽ trùng với lại câu trả lời này. Trùng cái thì á. Okay, number three. Can you come tomorrow then? Giống kiểu mà bạn có thể đến vào ngày hôm sau không? Can you come tomorrow then? Con nghĩ là C sẽ loại bỏ. Đúng rồi, C sẽ loại bỏ. Vậy nếu như mà con không chắc chắn thì con sẽ tại sao lại có thể là it today? Đúng rồi, vậy câu này người ta hỏi như thế nào? Câu này dịch ra như thế nào? Cô quên đi, con dịch nha. Ngày mai. Today là ngày mai. Tomorrow là ngày mai rồi. Còn tiếp theo mới ngày mai thôi, vẫn chưa hiểu hết được cái ý của câu này lắm. Con sẽ chọn bì. Bì. Cô cũng nghĩ là bì đúng. Tại vì người ta hỏi là người ta hỏi như thế nào, Bill hỏi như thế nào. Bạn có thể đến vào ngày hôm sau được không? Đúng rồi. Vậy thì tôi sẽ hỏi mẹ. Đúng rồi. Nếu như mà you can come là cái này muốn nói là Bill, là Bill có thể đến. You can come, bạn có thể đến. Ok, four. You got homework to do. See, sao lại I don't. I do. Yes, thì mình sẽ loại bỏ thôi. I do thường thường hỏi là do you like music? Yes, I do. Là như vậy thì nó mới hợp lý. Từ này còn thiếu nữa ấy. Yes. Cái sai này còn thiếu đùa thật. Rồi, rồi. Mình còn A và C. A, B, A là yes, a lot. B, yes, I have got to là tôi. Yes, I have got to. Tại sao lại là thế? Con nghĩ là A. À, vậy này tiên đoán đúng ta. Cô cũng nghĩ là A luôn. Đúng rồi. Người ta cái trò này không thể gì chơi. Chơi A là triệu phú luôn. Chỉ mỗi tội là không có cái gì giải thưởng gì mang về nhà. Oh, giải thưởng để mang về nhà hả? Học đi rồi mỗi lần thi mà được điểm cao thì có giải thưởng. Have you got homework to do là bạn có bài tập về nhà không? Yes, a lot là tôi có rất là nhiều. Còn yes, I've got to là tôi phải làm gì đó. Thì cô không biết là làm gì đó. Number 5 này, why are you stopping here? Stopping here. Thì giống như kiểu đang giả sử mà bạn đang đi, bạn Bill đang đi và xong bạn Pat này đứng lại ở đó. Thì Pat mới hỏi, Bill mới hỏi Pat là tại sao lại dừng lại ở đây. C. Con nghĩ là A là đáp án không đúng. Đúng rồi, A không đúng. I don't live here là tôi không có sống ở đây. Nhưng mà Bill lại hỏi là tại sao lại dừng lại ở đây? Tại sao lại dừng lại? Là Park đang đứng lại ở cái nơi nào đó. B có nghĩa là nhà tôi ở đây. This is my house. Giống kiểu đây là cái nhà hay this is my house. Con nghĩ là, nhưng mà trong đầu con nó cũng nghĩ là B chứ. Thì chọn đi. I'm not waiting nghe kỳ cục quá nhỉ. Tự nhiên Bill đang hỏi là why are you stopping here? Con chọn bừa B hoặc C nha. Chọn một trong hai. Con sẽ không có 50-50 đâu.
không có ai hỗ trợ hết. Ngày đó ngày nó chơi trò ngày hôm 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 điện cấp mà chơi chơi trò ai là triệu phú, cho con điện giúp điện điện hỏi người thân mà mất tâm luôn. Cô đang nghĩ là người cô cho thân. Con điện cô cho con điện hỏi người thân để trợ giúp 50-50 mà sao không thấy đâu. Ok, number cô 5. Cô thấy là ngày hôm mà cô mất tập trung nên các em không dám lên nữa đâu, nên là gọi điện cho người thân mất tiêu rồi. À, con có học đâu, còn mấy em lên rồi xong rồi con có tập trung được đâu. Rồi con này mình chọn con nào nè? Chọn bừa đi, C. C. Quá bừa luôn. Chẳng là B rồi. Tại khi mà Bill hỏi Pat là tại sao lại đứng ở đây thì Pat nói là bởi vì đây là nhà của tôi. This is my house. Đây là nhà của tôi nên tôi sẽ đứng ở đây. Tôi đứng ở đây. Chọn đúng nhưng mà mình lại rõ sai. Number 6. Here are your books then. Con nghĩ là A. Trong đầu con cứ nghĩ là A. Oh yes, vâng. Sao là oh are... yes, thank. Vậy oh yes, à, mình vậy. Cũng giống nhau. Cảm ơn. Nếu như mà oh yes, they are. Ở đây nói là bạn Bill nói là book của bạn đây. Và câu A thì trả lời là vâng, they are. Là nó là những cuốn sách. À, vậy. Con sẽ chọn C. Đúng rồi, chắc chắn là C luôn. Tại vì khi người ta đưa, giả sử mình nhờ người ta lấy một cái gì đó hay gì đó thì người ta nói là here are your books, hoặc là here you are. Here you are thì mình khi mình nhận lấy book thì mình sẽ nói là oh yes, thanks, hoặc là thank you. Không cần nói oh cũng được. Ok, reading. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, listening cũng kêu là buồn ngủ mà giờ reading cũng buồn ngủ luôn. Cô không biết. Bởi vì nó quá dài. Không dài đâu. Cô chạp cô không biết dạy gì luôn. Mình còn reading nữa nha, speaking nữa đó. Có nhìn từ vựng đi. Mình có từ vựng gì đây? Có cái quần, có coffee. No, có say it in English. Có shoes. Trousers. Có trao có coffee, có party, có rose, party. Có love, có rest, có street, có cheese, có cooking, có cái gì ấy? Ở đây không phải là cooking, ở đây là love. Những cái từ mà có E với D này là dạng từ gì vậy con? Mình đang nói đến hiện tại hay là quá khứ? Quá khứ. Đúng rồi, vậy bài này hình như là cô để ý thấy là toàn nói về quá khứ. Bởi vậy thì động từ nó mới chia sẵn cho con. Cái từ này là từ wrote, nhưng mà động từ bình thường của nó là write. Ok, sleep rồi. Mất công rồi. Mọi người coi lại video này nói là cô dạy kiểu gì mà trò muốn đi ngủ biết. Buồn ghê cơ. Ok, đừng có dọa cô nữa. Đọc này. One day, okay. One day last week, Jim got up and went to work. Con đọc tiếp nè. Cô đọc một câu và con đọc một câu nha. Để dấu chấm và ngưng lại. He put on his trousers, shirt and jacket, very shirt, light. Jacket, very, very quietly. Quietly, because his family was were not awake. Okay, tiếp này. Then he went to the bathroom, had a shower and cleaned cái gì nhỉ? Wake up early và đi vào phòng tắm để làm gì? Yeah. Wake up early, đi vào phòng để mà tắm. Tắm xong đứng hả? Phải không? Con có làm vậy vào buổi sáng không? Chắc không? Ok.
Rồi đánh, ok, nếu cô sẽ thử, cô take a shower xong, cô đi tắm xong rồi và cô sẽ ha ha ha. Ok, rồi vậy mình sẽ bỏ qua ha ha nha. Laugh, no. Đã dậy sáng sớm và rất chi là nhẹ nhàng, bởi vì gia đình của ông ấy đang còn ngủ, gia đình của Jim vẫn đang ngủ. Và Jim đi vào phòng tắm, bạn đi tắm và clean his... Tắm xong rồi làm gì nhỉ? Yes, clean his teeth. Yes. Ok, tiếp nè, phần của con nè. He went gì đây? Downstairs. Cái chữ down trong từ sit down, stand up, stairs là của cầu thang ấy. He went downstairs, hồi nãy là upstairs, đi lên nè. Là đi lên, mình nối vào với chữ stair nữa sẽ thành đi lên. Downstairs to the kitchen and made a cup of coffee. Yes, coffee. Câu này mình dịch như ok, xong lát mình dịch sau cũng được. And some bread and cheese. Okay, then my turn. Then he picked up his bag and row to work. Cô sẽ chọn row to work on his bike. Your turn. He was Surprise. Because the cook. Cook là đang nấu ăn mà. Cook là đang nấu ăn mà. Và ông ấy đang làm gì? Ông ấy đang làm gì nhỉ? Mà lại surprise. Ông ấy đang làm gì surprise. Rồi? Surprise giống cái con nghe giống cái từ đăng ký ở trên YouTube. Subscribe cái nữa là subscribe. Cái nữa là subscribe. Cái này là surprise có chữ p, đúng rồi. Cũng giống. Cái này là ngạc nhiên. He was surprised because anh ấy ngạc nhiên bởi vì the was very quiet. The was very quiet. Nghe nghe về cái này. Con chọn câu nào? Con chọn từ chữ cái. Laughed. Đi làm, ông ấy đi làm bằng xe đạp. Rồi ông ấy thấy gì nhỉ? Mà làm ông ấy ngạc nhiên. You were very nervous because thấy cái gì mà ngạc nhiên? Thấy đường phố à? Thấy street à? Đúng rồi. Because the streets. Thấy đường phố là tại sao lại ngạc nhiên? Tại vì đường phố rất là yên lặng, yên tĩnh, không có một bóng người luôn. Chắc có lẽ là ông này dậy quá sớm luôn. Hay là đường phố lại không chắc là ông này bị hoa mắt chóng mặt. Okay. There were no cars or people there. Rồi câu sau họ giải thích cho mình này. There was no cars or people there. Jim worked at library, but when he tried to open the door. Yes. He tried to open the door. Để con đánh dấu để con nhìn, cứ con hay quên. Okay, but when he tried to open the door of the library, he couldn't. Okay. Rồi cô đã điền chữ vào rồi. Ủa con chưa? Okay, vậy con điền vào đi. Jim worked at library, but when he tried to open cái gì đây? Of the library, yes.
He couldn't. Đúng rồi. Mình thấy open là chắc chắn phải mở cái gì đó rồi. Oh no, your turn. Ôi, con bật ra rồi. A man như thế nào? Nhi ơi. Dạ. Con đụng chuột phải không? Con đụng chuột thật mà. Ok, con đọc tiếp đoạn cuối cùng này. Number a man with a... Đoạn cuối cùng. Đây này, đây này. Đây, a man with a... Dog stop to talk. To talk to him. To him. It's Saturday, you what? Know, you know. Bạn biết không, hôm nay là ngày Chủ nhật. He said the library isn't open today. Jim, rồi bây giờ Jim làm gì đây? Okay. Oh, great. Jim làm gì khi mà Jim nghe như vậy? Ôi, con đi về chung kìa. Love, yes. Chắc là bất ngờ lắm. I can go back to bed. Ok, bây giờ con và cô sẽ dịch câu, dịch cái bài này ra. Mỗi người một câu nha. Ok, one day last week, Jim got up and went to work. Và một ngày, một cái ngày đó tuần vừa rồi ấy, Jim thức dậy và đi làm. Tiếp theo này của con này. He put on his trousers, shirt and t-shirt áo và áo khoác và rất yên lặng vì gia đình vẫn còn đang ngủ. Biết là gia đình của ông ấy vẫn đang còn ngủ. Nói chung là vẫn chưa thức giấc. Awake, awake là chưa dậy. Thì mình trái nghĩa lại là đang còn ngủ đấy. Okay, then he went to the bathroom. He had a shower and cleaned his teeth. Và sau đó anh ấy đi vào phòng tắm, tắm và đánh răng, chải. Và went downstairs to the kitchen and make a cup of coffee and ate some bread and cheese. Rồi đi xuống nhà dưới để đi xuống bếp và làm một cốc cà phê và ăn một ít bánh mì and phô mai. Tiếp đến của con này. Con đang bị lỗi một chút. Con bị chi? Cái từ này là từ hit nè. À, từ he. Không phải là từ hit. He. Rồi. Rồi, con đọc tới đoạn này nè. Then he. He. Then he. Pick. And rode to work. Oh, his bike. Yeah, on his bike. Câu này mình dịch như thế nào? Câu này dịch rất nhanh. Oh. Anh ấy pick up đeo một chiếc cặp và đúng rồi nhanh là gì đây, đang đạp xe đạp không đạp sau khi mà đã làm xong hết ăn uống đánh răng tắm rửa thì như thế nào, và then mang cái cặp, cái túi của ông ấy ấy và lái xe đạp để đi làm. Road là vì cô mình... ơi hả, bên chỗ cô có bị làm sao không mà nè, đang đánh răng. Mạng của cô mấy ngày nên nó không được ổn định cho lắm. Cô kêu người về, hôm bữa cô đã kêu người về xem lại rồi mà mới mấy ngày mà nó lại bị yếu nữa rồi. Ok, vậy cái này là road to work on his bike là road, tại mình đang nói đến hôm trong quá khứ thì mình phải dùng road, còn nếu như mà trong hiện tại mình sẽ dùng là ride a bike, lái xe đạp, ride a bike.
to work. Lái xe đạp đi làm. Tiếp theo, he was surprised because the street was very quiet. Ông ấy ngạc nhiên bởi vì con đường, bởi vì trên đường rất là vắng. Tiếp theo câu của con này. There were no car. There were. Ui, không có một bóng xe và con người. Đúng rồi, không có xe và con người, bởi vậy ông ấy mới surprise này. Ông ấy ngạc nhiên. Jim work. Ông ấy dậy từ 2 giờ sáng. Jim worked at library, but when he tried to open the door of the library, he couldn't. Jim làm việc ở thư viện và nhưng mà khi ông ấy cố mà mở cái cửa ra thì cửa thư viện ấy thì ông ấy không mở được. Tiếp theo nè. Lấy chìa khóa ra. No. Old man with a dog stop to talk to him. To him. It's Sunday. You know. You know it's Sunday. Câu này mình dịch như thế nào? A man như thế nào? A man with a dog stopped to talk to him. Một người đàn ông với một con chó. Đúng rồi. Làm gì đây? Stop. Làm gì đó? Dừng lại. Thôi dừng lại để mà talk. Talk. Để nói cho anh ấy biết là rồi, hôm nay là chủ nhật. Chính xác. Ông ấy nói the library isn't open today. Thư viện không có mở cửa. Thư viện sẽ mở cửa vào ngày mai. Thư viện không mở cửa vào ngày chủ nhật. Không mở cửa vào ngày hôm nay. Today mà. Today là cái ngày mà ông ấy đi làm mà đi vào ngày chủ nhật. Jim như thế nào? Jim hỏi. Jim bất ngờ. Jim thế nào? No, Jim ha. Great. Cười như... cười bằng cách. Yeah. Gì nữa buổi sáng? Buổi sáng dậy thiệt là sớm, sợ mọi người đang ngủ. Rồi, chắc ông này dậy từ 3 giờ sáng. đi trên đường không lấy một bóng người và một chiếc xe, chắc được dậy từ 3 giờ sáng. Ok. Bây giờ chọn một cái tên cho câu chuyện này. Jim makes a mistake, hay là Jim's big breakfast, hay là Jim. Sao để Jim new friend? No, it's not friend. Có bạn mới đâu. Mistake. Jim new friend thì mình bỏ. Nếu như câu nào mình thấy hoàn toàn vô lý thì mình bỏ luôn. Chỉ khỏi mình khỏi lăng tăng. Rồi mình sẽ chọn hai câu còn lại. À, đúng rồi. Chúc con làm bài đọc cũng ok, nhưng mà tại vì con chưa hiểu nhiều từ thành ra con đoán nhiều hơn là con dựa vào kiến thức. Rồi bài học thêm, bởi vậy con cũng phải bài học thêm từ vựng mà. À, lát kiểm tra từ vựng này. Mà thôi không kịp đâu, phải kiểm tra từ vựng liền luôn. Kiểm tra từ vựng. Mỗi bên học từ gì nhỉ? Và bài tập về nhà là áp dụng những từ đó. À, con có một bài tập về nhà, đó là vẽ cái căn bếp của con và nói 5 câu. Mô tả 5 câu trong căn bếp đó là những câu gì? Con còn chưa cả vẽ được. Không rồi, con không cần vẽ luôn. Vậy ở trong bếp thường có gì đây? Cho cô 5 thường câu. Thường có tủ lạnh, bếp, okay. Bàn rửa chén, để no. Say it in a sentence. Ví dụ nha, there is a table. There is a dining, bàn ăn, dining table in the kitchen. Rồi còn có gì trong kitchen nữa? Hey. Có nghe cô nói không? Hey. Con nghe cô nói nhưng mà cô nói. Có nghe chưa? There is a dinner table in the kitchen. Để mai nó còn chậm hơn cả thế, có kiểu là để mai cô điện nâng mạng lên, cái mạng FPT này hình như bị yếu hay sao ấy, chắc là nhiều người dùng không? Không, nhà chỉ có một mình nhà cô thôi, mà hiện tại bây giờ chỉ có một mình cô dùng thôi, không ai dùng hết. Rồi hiện tại bây giờ chỉ có một mình cô dùng thôi, không ai dùng hết, mà yếu.
hết được này, cô bỏ mạng này. Ok, còn 4 câu nữa. Tiếp theo, trong bếp có gì nữa? Có tủ lạnh ạ. Say it in a sentence. There is bao nhiêu cái tủ lạnh? Ok, thì phải là there are. Say it. Con nói đi rồi cô biết nè. There are two fridge. Không đáng em là nhà con có 4 cái. Ok. So there are four. Okay. So there are four fridges in my kitchen. Tiếp theo bằng tiếng Anh nha. This is a there bowl. There is a bowl. Bowl. Vậy ở trong bếp chỉ có một cái bowl thôi phải không? There is a bowl in my bowls. Yes. Nếu như bowl mình phải sử dụng are. There are bowls. Okay. Here there are bowls in my kitchen. Tiếp theo, 1, 2, 3, còn 2 câu nữa. 1, 2, 3. Còn gì? Cái gì nhỉ? Cái bồn mà rửa bát ấy con. Sink. There, bao nhiêu cái bồn? There is hay là there are? Okay, so there are. Nhưng mà nó nối lại với nhau mà, phải không? Không. Tách liền luôn. Ok, so there are two. Cách. Cô yeah. Ơi. Sao con? Hey. Chết rồi, mạng bị yếu dữ luôn. Ok. Cô ơi. Cô nghe rồi. Cô nghe rồi, cô nghe rồi. Con bây giờ con đang kết cái mạng nhà cô nhá. Đơ đơ quá rồi. Thôi để cô kiểm tra này. Chắc là 50 rồi, để cô tắt để cô reset lại trước khi lớp học tiếp theo đã. Bye con nha. Đúng quá. Còn 2 câu nữa nha. Hôm sau nói cho cô nha. Bye bye con.